Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Tiền ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Tiền có về một số hàng dán trực tầng thông, giá thì mềm. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền ha. À, chào chị. Anh chào anh ha. Anh chào cả nhà mình ha. Cả nhà nay tới nay shop em về tiếp tục lô mai tàn mai giảo hạt Thủ Đức nha cả nhà ơi. Không cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Số điện thoại Zalo của em là 0819555569 luôn nha cả nhà. Rồi hình thức bên em là bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giờ em tiếp tục vô cái mã mà tiếp của clip trước nha cả nhà, mã số 40 ha. Vô vô trước mấy cây phôi nha cả nhà. Đó. Phôi nè. Phôi này rất đế rất đẹp ha. À, bàn đều rất đẹp. Em đo chiều cao luôn. Chiều cao cái này 53. Hoành 21. Đế đẹp luôn ha. Đó. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 400. Rồi 400. 400 một cây phôi nha cả nhà. Mã số 40 luôn. Đó, đế rất là đẹp ha. Về mình ghép mình chơi cốt rất là lực luôn nha cả nhà. Cây này kéo nhựa hết rồi nè cả nhà. Rất là khỏe mạnh ha, cũng bao sống bao ship toàn quốc cho mình đây. Nó đang nhú mầm luôn ha. Đó, đang nhú mầm luôn nè cả nhà. Rồi, em xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 41. Luôn. Chiều cao cái này 45. Hoành thân 18. Đó, đế đẹp luôn ha. Rồi mã này vô 300 nha cả nhà. À, bàn đều luôn. Đó, đế bàn đều luôn ha. Đó, đế rất là đẹp ha. 300k, bao ship toàn quốc cho mình luôn. Cây rất là khỏe mạnh nha cả nhà. Rồi em xuống cây. Rồi em lên mã số 42. Rồi, hoành to luôn. 42. Cao cây này 43. Hoành 23. Cái da nó dập dập ngoài không sao hết nha cả nhà. Dập dập nó lớn nha cả nhà, không sao hết ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 400 luôn. Rồi 400. 23 hoành có 400k luôn rồi cả nhà ơi. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 43. Chiều cao cây này 60. Hoành thân 21. Đế đẹp luôn ha, ta cành đều luôn. 43. Đó, đế đẹp ta cành đều ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 400 luôn. Rồi 400. Rồi em xuống cây luôn. Đó. Về cái kéo nhựa rất là khỏe nha cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 44. Chiều cao cây này 36. Hoành 19, cái dáng hơi siêu nha cả nhà. Đó, cũng có đế ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 300. Rồi 300. Rồi em xuống cây luôn. Rồi 45 một cây mai xù nha cả nhà. Xù này. Đây nó xù ha cả nhà. Đây, xù hết nè. Đó. Cái da nó muốn xù giống như da me nha cả nhà. Đây, chiều cao cái này 39. Hoành thân 20. Đó. Mấy cây xù này mình nuôi tương lai ha, nó nuôi cục rất là to nè cả nhà. Đó. Đó, để vào đây hết nha cả nhà. Đó, da nó nè. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 550. Rồi 550. 550 một em mai xù luôn cả nhà. Rồi xuống cây luôn. Đó. Tay cành đều rất là đều luôn ha. Xuống rồi, cây. Cây tiếp theo. Rồi em lên cây mai mã số 46 nè. Chiều cao cây này 1m45. Ngang cây này 90. Hoành thân 20. Đế nè cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 700. Rồi 700. 700k bao ship toàn quốc cho mình luôn. 46. Rồi em lên cái mai mã số 47. Rồi 47. Chiều cao cái này 1m5. Ngang cây này 1m. Rồi, đế bàn đều luôn. Cây này đế đẹp ha. Hoành thân 19. Rồi 750 luôn cả nhà ơi. 750. 750 luôn. 47 750 bao ship toàn quốc cho mình luôn.
Lưới vàng đẹp tay cành đều luôn nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Đó, bờ đế rất là đẹp luôn ha. À, xuống cây. Rồi, 48. Chiều cao cây này 1m25. Ngang cây này 1m. Hoành hăng 19 có hơn nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 700 luôn. Rồi, 700. 700k cả nhà ơi. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 49. 49. Chiều cao cây này 1m25. Ngang cây này 1m. Hoành to. Hoành thân 24 nha cả nhà. 24 hoành luôn. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 900k. Rồi 900. 24 gần 25 hoành luôn đó cả nhà. 900 em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Tay cành thưa mà rất là lực cây nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi em lên cây mai mã số 50. Cao cây này 1m25. Ngang cây này 90. Hoành thân 20 có hơn nha cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 500k luôn cả nhà ơi. 500. 500 em bao sóng bao ship toàn quốc cho mình luôn. Yeah. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà ơi. Mai Giảo Hạt Thủ Đức ha. Shop của em ở chợ gạo Tiền Giang mình nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 51. Rồi 51. 51. Chiều cao. Chiều cao cây này 1m25. Tán ngang cây này 1m1. Hoành thân 20 có hơn nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 800. Rồi 800. 51 800k tay cành đều luôn nha cả nhà ơi. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Mai Giảo Hạt Thủ Đức nha cả nhà. Mặt hoa của nó từ 5 tới 12 cánh luôn. Vào xem được ưng ý mã nào mình chốt ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi em xuống cây luôn. Đây, quành to tán rộng ha. Tán một cây xương ngang. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Mã số 52. Cây giữ vườn nè cả nhà ơi. 52. Chiều cao cây này lấy 1m7 nha cả nhà. Cây này tán ngang rất là rộng ha. Ngang hết thước của em luôn nè. Ngang khoảng 1m6, 1m6, 1m7 nha cả nhà. Hoành thân 25. Rồi. 25 hoành thân ha. Để bàn luôn. Đó. Rồi mã này giao lưu cả nhà mình 2 triệu luôn. Rồi 2 triệu. Cây xương ngang tàn tròn luôn nha cả nhà. Bao ship toàn quốc cho mình có 2 triệu luôn nè cả nhà ơi. Đó, mấy cây này xương ngang thì về khỏi cần sửa gì hết ha. Rồi em xuống cây luôn. 52. Xuống, em bên lên bên. Một cây tàn đẹp nữa nè cả nhà ơi. 53. Chiều cao 1m5. Ngang cây này 1m5 luôn. Hoành thân 24 nha cả nhà. Đấy. Đó, đế bàn luôn nè cả nhà, đế bàn đẹp luôn nè. Đó, tàn tròn luôn ha. Rồi mã này em giao lưu cả nhà mình 1 triệu 7 luôn. Rồi, 1 triệu 7, có em cây đẹp. 1 triệu 7, bao ship toàn quốc cho mình luôn. Dạ. Cây này vàng xương không chê chỗ nào luôn nha cả nhà, tàn tròn do luôn nha cả nhà ơi. Một thân một cốt luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. Cây mai mã số 54. 54. Chiều cao cây này lấy 1m4. Ngang cây này 1m2.
một cây xương ngang nữa cả nhà. Đo trên này đi, ở trên này là 19 ha. Mình đo tổng ở dưới đây. Tổng dưới đây là ga 22 quanh nghe cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 800. Rồi 800. 800k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi xem được ủng hộ dùm cho shop đi nha cả nhà. Dạ. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Số 55. 55. Chiều cao cây này 1m40. Ngang cây này 1m1. Một em tàn tròn nha cả nhà. Hoành hăng 19. Rồi. Đó, tàn tròn luôn ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 700. Rồi, 700. 700k bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Toàn quốc luôn. Rồi, em xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. 56. Một em tàn đào. Chiều cao cây này 1m45. Ngang cây này 90. Nhỏ nhỏ mà đế luôn nè cả nhà. Có đế đẹp luôn ha. Hoành hăng 18 luôn nè cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 550. Rồi 550. 550k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Tàn tròn do luôn nha cả nhà. Rồi em lên cái mai mã số 57. Rồi 57. Một em tàn tròn lùng lực. Chiều cao cây này 1m1, ngang cây này 1m. Hoành hăng 19. Rồi. Đó, nhỏ mà có đế luôn ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 500. Rồi 500. 500k bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 58. 58. Chiều cao cây này 1m05. Ngang 1m15. Hoành hăng 20 luôn cả nhà. À, đây nè. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 450. Rồi 450 ha. 450k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Em lên cây mai mã số 59. Cây này về làm tầng dù chơi cả nhà. Dạ. Tông cao ha. Tông cao luôn. 59. Giờ làm mà mình bỏ cái này mình làm thấp thân cao mình chơi ha. Chiều cao cây này 1m7. Rồi. Ngang cây này 90. Hoành hăng 20. Đế nè cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 300. Rồi 300. Có 300k luôn cả nhà ơi. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mua một cây về Tết mình có mình chơi bông luôn nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi 60. 60. Chiều cao cây này 1m45. Ngang cây này 1m2. Một em tàn tròn luôn ha. 21 hoành em đo trên này nha cả nhà. Ở dưới này nó nở sát gốc này là nó sẽ ra hai gần 23 hoành nha cả nhà. 22 hoành ha. Rồi, mã này Zalo cả nhà mình 750. Rồi, 750. Rồi, em xuống cây luôn. Tiếp cây mai mã số 61. Rồi 61. Một em lùng lực nữa ha. Chiều cao cây này 1m1. Ngang cây này 1m. Hoành hăng 19 cả nhà. Đó, à, để bàn luôn đều ha. Luôn. Nhỏ mà để bàn đều luôn. Rồi mã này vô luôn cả nhà mình 400 luôn cả nhà. Rồi, chỉ có 400. 400k thôi. Bao ship toàn quốc cho mình yeah. Luôn ha. Vào xem được ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà ơi. Số điện thoại thì có ghi trên màn hình luôn nha cả nhà. Còn số lượng giá sỉ thì liên hệ với shop luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. 61. Rồi lên cái mai mã số 62. Rồi, lùng lực tàn tròn luôn. Lùng lực tàn tròn. Chiều cao cái này 1m. Ngang cái này 90. Hoành hăng 17. À. Đó. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 350. Rồi 350. 350 bao ship toàn quốc cho mình luôn.
rồi xuống cây luôn. Sáu mươi ba. Chiều cao cây này 1,5 m một cây xương ngang nha cả nhà. Ngang cây này 1,25 m. Tạng tròn nguồn lực luôn. Hoành thân 21, gần 22 hoành nha cả nhà. Gần 22 hoành luôn ha. Rồi mã này em Zalo cả nhà mình 900 luôn. À 900. 900k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Giờ xem ưng ý được ủng hộ dùm cho shop em nha cả nhà. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Lên cây tiếp theo. Rồi em lên cây mai mã số 64. Học em lùng lực. Chiều cao cây này 1 m, ngang 1,2 m, hoành thân 19. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 500 luôn cả nhà. 500. 500k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Cần số lượng thả vườn trồng cứ liên hệ với shop luôn cả nhà. Giá sỉ giá yêu thương cho mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi xong lầm. Nhỏ nhỏ mà đế đẹp luôn nha cả nhà. Đế quái luôn nha. Chiều cao cây này 1,3 m. Hoành cây này 11. Đó. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 250. Rồi 250. 250. 65 nha cả nhà. Đó, đế đẹp luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Em lên cây mai mã số 66. Chiều cao cây này 1,7 m. Ngang cây này 1,2 m. Hoành thân 19. Đó, đế lực luôn nha cả nhà. Đế lực để đẹp luôn ha. Rồi mã này em Zalo cả nhà mình 500 luôn. Rồi 500. 500k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Sáu mươi bảy. Đế đẹp luôn cả nhà ơi. Sáu mươi bảy. Chiều cao cây này lấy 1,5 m cả nhà. Ngang cây này 1 m. Hoành thân 19 có hơn luôn ha. Rồi mã này vô luôn cả nhà mình 500 luôn. Rồi 500. 500 bao ship toàn quốc cho mình luôn. 67 nha cả nhà. Nó mà đế rất là đẹp luôn ha. Đó, đế lực củ nở luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 68. Chiều cao cây này 1,4 m. Ngang cây này 1,1 m. Rồi. Hoành thân 20 luôn nè cả nhà. Đó, tay cành thưa ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 600. Rồi 600. 600k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Xuống cây luôn. Rồi xuống cây. 69. Chiều cao cây này 1,2 m. Ngang cây này 1 m. Hoành thân 19 luôn nè cả nhà. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 600 luôn. Rồi 600. 600k bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ dùm cho shop em ha. Mai giảo hạt Thủ Đức nha cả nhà. Mặt hoa của nó dao động từ 5 tới 12 cánh luôn. Đế lực luôn ha. Đế lực củ nở luôn. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi em lên cây mai mã số 70. Chiều cao cây này lấy 1,5 m. Ngang cây này 1 m. Hoành thân 18. Đế quái nè cả nhà. Nhỏ mà đế quá trời luôn ha. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 600 luôn. Rồi 600. 600k xuống cây luôn cả nhà. Mã số 71. Bảy mươi mốt.
Chiều cao cây này 1,5 m, ngang cây này 1 m, hoành hơn 18 có hơn nha cả nhà. Đấy, rất là đẹp luôn ha. Rồi mã này Zalo có nhà mình 700. Đây, 700. 700k bao ship toàn quốc luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình vào xem được ưng ý mã nào mình chốt ủng hộ dùm cho shop nha cả nhà. Đó, đấy rất là đẹp luôn ha. Rồi em xuống cây luôn. Một cây dáng siêu nha cả nhà. Chiều cao cây này 1,05 m, tán ngang cây này 1 m, hoành hăng 16 luôn ha. Nó tàn tròn luôn. Rồi mã này Zalo cả nhà mình 500 luôn cả nhà ơi. 500. 500k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đế rất là nhiều luôn ha. Nó nhỏ mà đế nè cả nhà. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop nha cả nhà. 500k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đấy, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, em lên cây mai mã số 73. 73. Chiều cao cây này lấy 1,40 m. Tán ngang 1,30 m. Hoành hăng 19 có hơn nha cả nhà, gần 20 hoành luôn á. Tàn tròn luôn ha. Rồi mã này Zalo có nhà mình 750. Rồi, 750. 750 bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi em xuống cây luôn, tay cành thưa mà nó đều cây lắm nha cả nhà. Đều tàn tròn do luôn ha. Giờ xem được ủng hộ dùm cho shop nha cả nhà. Tay cành đầu lực không à. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi, em lên cây mai mã số 74. 74. Chiều cao cây này 1,5 m. Ngang 1,2 m. Hoành hăng 19. Đó. Rồi, mã này Zalo cả nhà mình 600. Rồi, 600. 600k mã số 74 bao ship toàn quốc cho mình luôn cả nhà ơi. Giờ xem được ưng ý chốt ủng hộ dùm cho shop nha cả nhà. Đó, một em tàn tròn luôn ha. Mấy trăm ca mình sở hữu được một cây mai đẹp, mình về mình chơi luôn nha cả nhà. Shop em ở chợ gạo Tiền Giang nha cả nhà ơi. Giờ xem được ưng ý chốt ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi, lên cây tiếp theo. Rồi, em lên cây mai mã số 75. Chiều cao cây này 1 m, ngang cây này 80, hoành hăng 15 nè cả nhà. Nó nhỏ mà tay cành cũng rất là đều ha. Đó, rồi mã này Zalo có nhà mình 300. Rồi, 300. 300k bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó, chi tàn rồi nha cả nhà. Cái hàng mà nhỏ nhỏ gì là bên em còn khoảng vài chục cây á cả nhà. Cần liên hệ với shop nha. Hàng tầm khoảng 200.000, 300.000 đổ lại nha cả nhà. Cần thả vườn hết liên hệ alo với em. Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. 76. Chiều cao 80. Ngang cây này 80 luôn. Hoành hăng 15 luôn nè cả nhà. 300 nữa nè cả nhà. 300k bao ship toàn quốc. Tàn tròn luôn ha. Mini mà tàn có đế rồi hết nha cả nhà. 76, 300. Rồi xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi em lên cây mai 77 luôn nè cả nhà. 77. Chiều cao cây này lấy 1 m đi cả nhà. Ngang cây này 80 luôn. Mấy cái hàng này dài 100.000 về mình có mình chơi luôn cả nhà. 16 hoành. Rồi 300k tiếp luôn. Rồi chỉ có 300 thôi. 300 mà bao sóng bao ship cho mình luôn rồi cả nhà ơi. Đầu tư mấy cây này có mấy trăm ca về thả vườn đặng chục 20 cây nha cả nhà. Liên hệ với shop luôn ha.
Rồi em xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Em mã số 78. Rồi 78. Chiều cao cây này lấy 1m2 nha cả nhà. Ngang cây này 1m15. Hoành thân 17 luôn nè cả nhà. Đó. Tàn tròn luôn ha. Rồi mã này vô luôn cả nhà mình 500 thôi. Đây 500. 500 luôn cả nhà ơi. Bao ship, bao sống cho mình luôn. Vào xem mừng ý chốt ủng hộ cho shop nha cả nhà. Mấy trăm ca mình được một cây mai giảo đẹp mình chơi luôn cả nhà ơi. Rồi em lên xuống cây cây này em lên cây mai mã số 79 cũng là mã cuối clip luôn nha cả nhà. Cuối clip ha. Đó, cây mai mã số 79, cây này cây đế đẹp luôn nè cả nhà. Rồi, để bàn đều luôn. Quanh to luôn ha. Rồi chiều cao cây này 1m7 nha cả nhà. Ngang cây này 1m1 luôn, quanh to đế đẹp luôn nè cả nhà ơi. Rồi đo sát này là 25 quanh nha cả nhà. Đeo đo lên này xíu là 24 ha. Đó, tính cả nhà mình 24 quanh đi, đế rất là đẹp luôn. Rồi mã này Zalo của nhà mình 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Giá yêu thương luôn cả nhà ơi. Có 1,2 triệu mà sở hữu được một cây mai đẹp, vừa tàn vừa đế luôn nha cả nhà. Rồi mã 79 cũng là mã cuối clip luôn nha cả nhà ơi. Cuối clip em cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ dùm cho shop em ha. Rồi mong cả nhà vào xem hết clip ủng hộ cho em nha cả nhà ơi. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Tiền. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.